Hôm nay Lê Tuấn đi nha. À, và tiếp tục ghé lại nơi cơ sở gara chuyên môn bán xe cũ các bác nhá. Và hôm nay em vào đây thì lời đầu tiên em xin chúc cả nhà và tất cả các bác máy cày trên mọi miền tổ quốc thân yêu của Lê Tuấn một lời chúc sức khỏe, một lời chào đoàn viên gặp nhiều may mắn hôm nay chủ nhật. Vâng. Và bây giờ thì ở đây toàn bộ là Yamaha Yanma 2700 và Yanma IM 3000 và Yanma 2200 các bác nhá, đầy đủ. Đấy, để em xem chiếc này bao nhiêu, tí em báo giá các bác, bởi vì chủ nhà đang đi vắng hôm nay chủ nhật. Và một chiếc 6600, chiếc 6600 nằm đây, của rất đẹp. Chiếc 6600 này 145 triệu các bác nhá. Chiếc này còn zin như hàng bãi. Đấy, nhưng mà độ cho các bác một cặp vỏ rất đẹp. Đây, 18430. Và có mui cho các bác rồi. Bác về các bác không cần làm gì. 140 triệu 500 các bác nhá. Đấy, ok, xe này em có tết nổ và trong xe của em. Em có tết nổ nhiều rồi. Rồi, và bên này Yanma IM 2000. Đấy, và bên này tất cả các xe này là hiện bị bán hết, chủ đang cần bán các bác nhá. Đấy, ở đây đầy đủ hết cho các bác. Thứ hai nữa là có một cái em đầu phua ở đây. Đấy, và vỏ rất mới, nhưng mà các bác em quay như thế này là các bác thích thì các bác điện cho em nhá, để em dẫn các bác đến. Còn ngoài ra là em chưa gặp được chủ, bởi vì chủ đi vắng cho nên em chưa báo giá được cho các bác, mong các bác thông cảm. Cái này T7 các bác nhá, Ford T7 này. Đấy, Ford 4000 này, chắc 4600 hay 4000 gì đó. Nhưng mà bán cái đầu cái thớt 3000 T7. 3000 với có cái đầu này. Đấy, mới đi cậu về. Mua đầu về các nhá. Đấy, mà cái rồi, và tiếp tục em đi vào đây để cho các bác xem cái Ford. Chủ mới lấy về hai cầu, quá đẹp. Cái này các bác ở Gia Lai, Kon Tum, rồi ở Đắk Lắk các bác nhá, rồi ở Ninh Thuận. Đấy, các bác nào thích xe này thì các bác điện cho em và tí em review riêng xe này riêng nhá. Xe này xe bãi mới lấy về, 12424 là vỏ trước bằng cái vỏ bánh cái của Isuzu. Đấy, và hôm nay thì em review qua sơ bộ, còn tí nên báo giá từng cái cho các bác. Đấy, và đây là cái nơi, và tiếp tục ở trong này là có một chiếc xe Ford 4600, nhưng mà nói là 4000, có xúc lật, có nhá, có xúc lật và đang để đây. Hả? Tí đời tí 4, tức là khoác áo 4600 nhưng mà nói là 4000, bởi vì sinh năm 1970, đùi to. Đấy, có xúc lật nhưng không có mui. Mới công thêm cái dàn trà nữa. Bây giờ móc cái dàn trà. Đâu? Dàn trà sau nữa hả? Ừ. Cái dàn trà nữa. Rồi bây giờ tại sao mà chúng ta biết được cái xe này là áo thì 4600 rất đẹp, nhưng nó lại là biết là máy 4000, bởi vì đây là 5A. 5AK. Còn 5G là đúng 5G, là 4600. 5G. 6G, 5G, 5G. 5G là của 4600 các bác nhá. Dễ hiểu. Cho nên các bác em sơ bộ qua một video này để cho các bác biết đó là những cái đầu Ford nằm ở đây và những cái đầu của Yanma cũng như tất cả tổng hợp các loại. Thì giá cả em đợt trước em đã lên nhiều rồi nhưng mà ít người hỏi, cho nên hôm nay em lại đây. Thì bác nào trúng vào cái nào thì các bác alo cho Lê Tuấn 0394 326 198 đó nha. Lê Tuấn dẫn các bác đến, cũng như tất cả cái áo này này, ai mua là bán luôn đó nha. Và một dàn sexy đây, cái kia đây, một dàn sexy có trục cái chiếc đàng hoàng. Đấy, đây là một chủ thanh lý hết các bác nha. Đấy, rồi, và bây giờ thì em cũng xin chân thành và dừng tại đây để tiếp tục em review riêng chiếc xe này, và để xem cái bác nào đang thích cái loại này này thì các bác điện cho em này các bác nhá. Đấy, còn em chỉ đi một tí review sơ bộ, bác nào thích như vừa nãy em đi đâu các bác thấy cái nào các bác cứ điện thoại cho em. Đây này, có cả luôn cả bố tay lái này đấy nha, bố tay lái này đó, rồi áo xe này rồi tất cả đầu xe này, đầu xe Ford các bác nhá, số xe. Nói chung là các bác muốn cái gì thì điện cho em,
Đây nha, đây này, đùi xe nhỏ này, 3.000, 4.000 máy này. Rồi, bác nào mua máy tiện, bán máy tiện luôn này. Đây, máy tiện đây này. Đó, rồi, còn đây tất cả các đầu phô, thân phô, số phô, máy phô và tất cả đây. Đầy đủ hết các bác nha. Đó, các bác cứ điện cho em dẫn các bác đến gặp các mua đầy đủ hết trong này. Rồi, để em đi chi tiết luôn cho các bác biết luôn. Bởi vì chủ kêu em sang review để bán nên các bác không sợ. Đây các bác này, tất cả từ con chuột này, đuôi giếng này. Đây, đầy đủ. Rồi, các bác nhá. Đấy, cuối cùng thì lại chưa cuối cùng được. Em tiếp tục dẫn vào đây, bốt lái đây các bác này. Đấy, bốt lái này. Đó. Đấy, rồi kiếm này. Đấy, có đủ kiếm luôn. Đây. Đấy, kiếm đây các bác nhá. Đó. Kiếm này, dây này. Đầy đủ. Ráp điếc đầy đủ hết các bác nhá. Đây có cả bánh này. Cái này bánh gì này? Rồi. Số má các thứ đầy đủ hơi hết đàng hoàng. Đây cho các bác ráp. Rồi và cuối cùng thì em cũng tất cả áo phô luôn, đầu phô. Các bác nhá, đầu lân. Rồi tất cả đây, có cả đầu sư tử rồi tất cả các thứ mọi cái đầy đủ. Đấy, mong các bác coi như là nếu bác nào cần thì em chỉ cho các bác thôi nhá. Chứ không có cà phê cà pháo gì đâu các bác. Đấy các bác cứ yên tâm, đủ hết. Đó. Rồi cuối cùng thì em phải ra review riêng cái kia để báo cho các bác bán nội đang cần. Vì đó là hàng khủng, hai cầu các bác nhá. Rồi rất mong các bác ân tình và ủng hộ cho em một like cũng như các bác đăng ký kênh để đến phân khúc nào các bác sẽ điện thoại cho em 0394 7 8 em dẫn các bác đến. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bác video sau.